Ngày 24 tháng 3, Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Ninh Thuận tống đạt quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam đối với võ Đức Anh Hào, sinh năm 2003, trú tại thôn Hành Trí 2, xã Quảng Sơn, huyện Ninh Sơn, về hành vi tàn trữ lưu hành tiền giả. Theo hồ sơ vụ án, vào ngày 10 tháng 1 năm 2024, trên địa bàn huyện Thuận Bắc và huyện Bắc Ái phát hiện một số vụ việc liên quan đến tàn trữ lưu hành tiền giả. Cơ quan an ninh điều tra đã tiến hành các biện pháp điều tra. Đến ngày 18 tháng 3, sau thời gian đấu tranh củng cố hồ sơ chứng cứ, Cơ quan an ninh điều tra đã tiến hành bắt tạm giam Võ Quý Nam, sinh năm 1967, trú tại thôn Hành Trí 2, xã Quảng Sơn, huyện Ninh Sơn, và tịch thu tan vật gần 20 triệu đồng tiền giả. Tại cơ quan công an, Nam khai nhận có con trai là Võ Đức Anh Hào, hiện đang là tài xế chạy xe công nghệ tại thành phố Hồ Chí Minh qua mạng Internet, Hào đặt mua hơn 20 triệu đồng tiền giả với tỷ lệ 1 phần 5, tức là 1 triệu đồng tiền thật mua 5 triệu đồng tiền giả, rồi mang về nến thuận đưa cho Nam tiêu xài. Từ đầu tháng 1 năm 2024 đến nay, Nam dùng tiền để mua gia súc gia cầm và mua vé số tại các địa bàn vùng sâu vùng xa thuộc các huyện Ninh Sơn, Thuận Bắc và Bác Ái. Hiện vụ án đang được tiếp tục mở rộng điều tra.